Hoa Lan nội, xin chào các bác nhé. Hôm nay thì em lại có một ít cái hàng cắt ngồng. Cây nó to đẹp cực kỳ luôn. Hàng này thì vừa mới cắt xong. Đây, những cái cây mà hoa nó tàn tàn rồi ấy. Đó, hoa nó xấu rồi thì em cắt bỏ đi. Đấy, hình thức cây ở dưới thì nó to mà trưởng thành cực kỳ rồi. Hàng thuần vườn rồi nhá, rất là dễ trồng. Đấy, cây mới cắt xong này, to đẹp, không hề bị lỗi gì luôn. Đẹp cực kỳ luôn, lá to nhá, nhiều màu. Có trắng, vàng, hồng, tím là những cái màu chủ đạo ấy. Đấy, những cái màu đấy thì cây nó sẽ to khỏe hơn, hoa nó thuần hơn. Đây, rất là đẹp. Cây to, lá to này, hoa đại nhá. Và hàng này em sẽ bán là 30.000 một cốc. 30.000 một cốc như thế này. Đó, tiền ship toàn quốc là 35.000 cho em. Mọi người có thể lấy nhiều màu hoặc lấy một vài màu đều được. Đấy, trắng, tím, xanh, vàng, hồng, kẻ. Đó, những cái cây mà trắng, tím, hồng, vàng ấy thì đa số là nó to hơn. Bởi vì nó là những cái màu cơ bản. À, cây nào cây đấy đều rất to nha. Chất lượng cây mọi người yên tâm luôn. Bộ rễ và lá rất là khỏe. Đấy, số điện thoại đặt hàng là 0974702106 nhé. Chúng ta nhận hàng được kiểm tra hàng thoải mái trước khi thanh toán cho em. Còn về màu hoa thì mọi người muốn xem rõ thì có thể nhắn qua Zalo cho em nhé. Zalo thì cũng là cái số điện thoại mà đặt hàng ở trên đấy. Em xin chào mọi người.